Sao? Con trai của ba là bữa nay là học bài làm bài đầy đủ xong chưa? Dạ con làm xong rồi. Tốt. Con muốn học thì phải thoải mái mới học tốt được, hiểu không? Dạ. Học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ. Đó, cứ nghe lời ba, chơi thoải mái nhưng mà phải làm bài nha con. Dạ. Ừ, tốt. Tốt, đúng rồi. Tốt, giỏi lắm. Con trai của ba là giỏi dữ lắm luôn á. Phải vậy chứ. Nè, xem đi ba. Hả? Quá đơn. Thiếu điểm. Để ba coi coi điểm của con là học kỳ coi sao nha. Ừ, từ từ thưởng thức nha ba. Ủa? Cái kỳ vậy? Điểm gì mà thấp vậy? Thì đó. Điểm thấp đó là do ai? Là do cái cách dạy tự do của anh đó. Anh muốn con mình phát triển một cách tự do như những đứa trẻ khác, phát triển một cách bình thường, đừng có áp đặt nó vô một cái thời khóa biểu của người lớn, làm sao nó chạy theo nổi. Cho nên bây giờ hậu quả đó, thấy chưa? Trời, sao kỳ vậy? Bình thường ba hỏi là con học bài đầy đủ mà sao kỳ vậy? Bây giờ sao? Hả? Em đã cố công, em đã gầy dựng ra một cái thời khóa biểu như vậy để cho con noi theo, để cho con có thể học hành giỏi, phát triển như người ta để thành đạt. Anh không chịu. Anh muốn con mình phát triển tự do, không ép buộc nó phải học hành này kia nọ, chỉ để cho nó tự phát triển rồi cho nó chơi vậy, chơi thoải mái đó. Em thấy mỗi ngày con chơi em đều nhắc con ơi học bài chưa con đều nó học rồi. Thì em giao cho anh quản lý em cũng không ép. Bây giờ ra phiếu điểm vậy đó. Anh thấy hậu quả của mình chưa hả? Thấy rồi, nhưng mà cái cách này là áp dụng là trên thế giới luôn, là người ta là học tốt lắm mà sao con mình gì kỳ vậy? Thế giới nào hả? Bây giờ sao? Sao thì tự anh tính đi. Thôi nghỉ đừng chơi nữa con ơi. Đón xem Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ Nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.